Tiếp tục hiệu ứng nào các bạn. Chúng ta vào phần Effect. Các bạn vào Effect và chọn ngay phần Curtain, hiệu ứng của phim màn hình. Outline Width tăng giảm độ nét đường line. Few White chúng ta tăng trắng hơn hay không. Và hiệu chỉnh những khu vực cong. Ngay bên dưới chúng ta hiệu chỉnh độ bão hòa của màu. Nếu tăng lên thì tươi hơn và giảm đi thì nghiêng xám. Các bạn có thể tăng phần đen lên nếu muốn. Hiệu ứng này khá xấu xí và tôi thì cũng không dùng. Bây giờ chúng ta remove. Các bạn tiếp tục vào phần effect, chúng ta sẽ tìm kiếm một hiệu ứng đẹp hơn. Oh, sketch, cái này khá hay đây. Vượt lên đã cảm thấy ưng ý và đẹp rồi. Actua, chúng ta tăng lên để lấy độ sắc nét. Và giảm đi thì mờ nhòe. Sketch style, chúng ta có thể hiệu chỉnh các style có sẵn ở đây. Khá ấn tượng đúng không nào? Tôi thích kiểu này ở đây. Tăng độ tương phản. Oh, rất đẹp. Coloring, thay đổi màu. Bạn thích tươi hay thích trầm? Tôi thích có màu sắc một chút cho đỡ buồn. Và Outline Fade Out sẽ tác động vào vùng bên ngoài này. Các bạn thấy rõ không ạ? Thay đổi sự đẳng hướng. Tôi muốn tự nhiên hơn. Vậy là ok, tôi lưu ngay tấm hình này vì nó đẹp quá rồi.